Thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 6, tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 và xét nghiệm COVID-19 toàn bộ thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi. Theo đó tại cuộc họp với ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đã báo cáo kế hoạch về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành phố tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 7 và 8 tháng 7 cho thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa phòng dịch Covid-19 và không thuộc diện f0, f1, f2 những thí sinh trong khu vực bị phong tỏa hoặc thuộc diện F0, F1, F2 không thể tham gia thi đợt 1 sẽ dự thi vào đợt 2 với lịch thi sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Để đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất thành phố xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ thí sinh, lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi, nhân viên vào ngày 2 tháng 7. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cơ quan y tế thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tại phòng thi cho toàn bộ 89.275 thí sinh và 15.812 cán bộ, giáo viên, nhân viên của 155 điểm thi. Sở cũng yêu cầu trưởng các điểm thi xây dựng triển khai phương án tổ chức thi an toàn tại các điểm thi và thực hiện tổng dượt vào ngày 2 tháng 7. Nội dung tổng dượt bao gồm thực hiện phân luồng, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn học sinh giãn cách khi ra vào điểm thi, hướng dẫn lên phòng thi, hướng dẫn phụ huynh đưa đón không tụ tập, triển khai cổng đưa đón, phương án chia phòng thi ra về, thực hiện khai báo y tế tại nhà. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thống kê và lập danh sách cụ thể những thí sinh không thể dự thi vào các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 để dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 theo quy định của Bộ. Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ triển khai ngay việc lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về việc tổ chức kỳ thi nhằm tránh tâm lý hoang mang, lo lắng ảnh hưởng tới kết quả thi của các thí sinh. Dự kiến ngày 30 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quyết định chính thức về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.